thực hiện quyết định số 45/2016 TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết thủ tục hành chính qua mạng lưới biêu chính công cộng, mới đây Bộ Công Thương và Bộ Thông tin Truyền thông đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ biêu chính công ích. Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, trong số 291 thủ tục hành chính hiện hành do Bộ Công Thương quản lý, có 173 thủ tục được thực hiện qua mạng lưới bưu điện. Việc ký thỏa thuận này bên cạnh việc tận dụng mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post, còn cho phép tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện, theo dõi được việc xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính của mình. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đánh giá, đây là thỏa thuận có ý nghĩa, góp phần khẳng định vai trò của các điểm bưu điện trong cải cách hành chính. Người dân và doanh nghiệp tới đây sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi được tư vấn về các dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi cư trú. Được biết, mạng lưới của Vietnam Post hiện có 12.000 điểm giao dịch, trong đó có 80% có giao dịch online. Năm 2018, Vietnam Post đã chuyển 12 triệu hồ sơ tài chính an toàn.